Chiều ngày 5 tháng 9, tại sân bay Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương tổ chức lễ đón em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12 chuyên toán. Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương đã xuất sắc giành được huy chương bạc Olympic tin học quốc tế 2023 vừa trở về từ Hungary. Tại kỳ thi Olympic tin học quốc tế năm 2023, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh tham dự. Kết quả, cả 4 học sinh đều thành tích cao với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong đó, em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12 chuyên toán, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ giành huy chương bạc. Được biết, đây là thành tích cao nhất đối với bộ môn tin học của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương từ trước đến nay.